Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Đại Vương. Thì đến video này Vương xin chia sẻ cho quý vị các bạn cách xóa tài khoản Google trên chiếc điện thoại là Redmi 9 nha, Redmi 9A. Rồi thì cái chiếc điện thoại này khi mà mình đã reset recovery mà chúng ta bị quên mất cái mật khẩu, chúng ta không thể nào kích hoạt chiếc điện thoại này nếu mà chúng ta không biết được cái tài khoản Google này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ chúng ta cách xóa tài khoản Google để mà chúng ta sử dụng chiếc điện thoại này nha. Rồi thì bây giờ cái đây là mình đã kích hoạt tới đây, thì bây giờ mình sẽ trở lại đi các bạn ơi. Mình sẽ trở lại cái đây, trở lại từ ban đầu. Thì tại đây các bạn hãy bấm vào cái wifi cái đây nha, và các bạn hãy vuốt lên, chúng ta hãy bấm vào xóa mạng, xóa mạng tại đây. Và bây giờ mình sẽ bấm OK nè, bỏ qua. Chúng ta bấm chấp nhận nè. Rồi thì tới bước này á, thì các bạn hãy bấm vào là chỉ khóa màn hình nha. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Và bây giờ mình sẽ chọn cho nó một cái màn hình khóa này. Thì các bạn có thể là chọn là mở khóa màn hình, pin hoặc là mật khẩu. Mình sẽ mở khóa. Và bây giờ mình sẽ bấm là tôi biết. Và bây giờ Vương sẽ xác nhận tại đây nha. Vương ví dụ như là Vương sẽ vẽ cái mật khẩu là chữ L. Vương sẽ xác nhận một lần nữa là chữ L. Rồi bây giờ mình sẽ bấm tới, đồng ý, chấp nhận, tới. Chưa thiết lập điện thoại. Bây giờ mình sẽ bấm vào là thiết lập điện thoại luôn. Bấm vào đây luôn. Tới luôn. Điền vào đây, tới luôn. Bỏ qua bước này. Tới luôn. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối mạng vào nha. Rồi sau khi chúng ta nhập cái mật khẩu wifi, chúng ta sẽ bấm kết nối nè. Rồi mình sẽ bấm đi tiếp luôn. Chúng ta sẽ bấm không sao chép nè. Rồi bây giờ á, nó yêu cầu chúng ta là vẽ là cái màn hình khóa đó. Hồi nãy là mình đã xác nhận là mình tạo cho nó màn hình khóa là chữ L. Thì mình sẽ bấm ra cho nó chữ L. Rồi thì tại đây là chúng ta thấy thành công rồi không? Bây giờ nó yêu cầu là chúng ta là đăng nhập, nhưng mà chúng ta có thể là bỏ qua. Chúng ta muốn đăng nhập để chúng ta tải app, còn không thì chúng ta sẽ bấm bỏ qua tại đây. Bỏ qua luôn. Rồi bây giờ nó tới dịch vụ của Google. Chúng ta sẽ bấm chấp nhận. OK. Rồi mình sẽ bấm tiếp nè. Đồng ý. Chấp nhận. Tới. OK. Rồi, như vậy là mình đã xóa cái tài khoản Google của cái chiếc điện thoại Redmi 9A là các bạn thành công mỹ mãn. Thì cái video trước mình có chia sẻ chúng ta là cách xóa mật khẩu của chiếc Redmi, nhưng mà nó bị dính Google nên là Vương đã thêm cái video hôm nay là để xóa luôn cái tài khoản Google. Quá đơn giản không ạ? Thì chúng ta reset recovery, khi nó dính tài khoản Google là chúng ta bắt buộc chúng ta sẽ xóa tài khoản Google để chúng ta sử dụng chiếc điện thoại này. Vâng, như vậy là rồi Vương vừa chia sẻ cho quý vị các bạn cách xóa tài khoản Google của chiếc điện thoại Redmi 9A thành công. Còn các bạn có thắc mắc điều gì thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé, để mình hỗ trợ. Còn các bạn nào có cách nào xóa hay hơn thì cũng cho Vương ý kiến. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video kỳ sau. Bye bye.